chào quý anh chị đã đến với góc chia sẻ của gia đình nhà Eo Là nha. Đây là mami Eo Là, biết có thấy mami không ta? Hôm nay thì mình sẽ làm bánh lăng. Eo Là nhà mình là mê vào bếp lắm nên là mình sẽ để cho cô ấy nghịch, cô ấy làm. Mình sẽ là người chia sẻ công thức ha. Gì vậy con? Hôm nay thì mình sẽ làm khoảng sáu cái bánh, sáu cái bánh lăng. Đó, mình có 6 cái chén mà Eo Là làm vỡ 2 cái chén rồi. Nên là mình sẽ làm 4 cái chén và mình thay 2 cái chén vỡ bằng 1 cái chén con ăn cơm. Đó, cái đồ hấp bánh này thì mình, các bạn có cái gì thì mình hấp cái đó ha. 6 cái bánh hôm nay thì mình sẽ dùng khoảng nửa khắp đường. Đây là cái đồ, cái khắp đông đây. Cái khắp, nửa khắp thì nó sẽ tương đương với là 120g. Còn nếu các bạn không có cái khắp thì mình sẽ dùng cái muỗng ăn cơm để mình đong nè. Một cái muỗng can ăn cơm như thế này thì nó sẽ tương đương với lại 20g. Thì mình sẽ đong 6 muỗng canh. Mà mình đong 6 muỗng canh là mình dùng cái muỗng nó vơi vơi như thế này nha. Đong đường là vơi vơi giống như kiểu mà nước á, chứ mình đừng có đong vung lên nha. Rồi bây giờ là mình sẽ đong đường nè. Vậy thì Eo Là múc đi. Múc vào đây. Múc đầy cái hũ màu cam này thì thôi. Con phải chốt hết rồi dặn lên. Rồi, nửa khắp đường của mình là đã được rồi đây. Bây giờ là mình sẽ cho vào một cái chảo nhỏ ha. Mình dùng một cái chảo nhỏ thôi để mình thắng đường đó, làm caramel cho bánh lăng. Mình sẽ cho vào đường của mình là 2 muỗng canh nước mẹ lạnh cho ha. Con đây. Ok rồi con múc đi. Múc vào đây 2 muỗng canh. 2 muỗng canh nước lạnh. Cho con xúc, để con xúc. Ok, lấy thêm một muỗng nữa thôi. Rồi, Eo Là giỏi quá. Rồi, được rồi. Thêm tí tại Eo Là múc cái muỗng sau vơi quá. Rồi, bây giờ Eo Là xuống đi. Cái đường này là Eo Là không có thắng được. Để mami thắng, nóng lắm. Khi mà mình thắng đường làm caramel đó, hay là mình thắng nước màu cũng vậy. Mình để lửa nhỏ thôi ha. Có thể là nó hơi chậm một tí xíu nhưng mà nó chắc, nó không có bị khét. Và nhớ một điều là khi mà mình thắng nước màu hay là mình làm caramel cũng vậy, tuyệt đối không có được dùng đũa hay thìa đảo đường khi mà mình thắng ha. Các bạn dùng đũa đảo một cái là coi như xong luôn. Đường của mình là nó không có ra nước màu mà nó sẽ bị lại đường ngay. Đó, mình muốn đường nó không có bị cháy khét á, mà nó luôn được đều á, thì mình có thể lắc. Mình cầm cái cán chảo như vậy là mình lắc. Đường của mình á thì đến giờ này nó cũng tan hết rồi nè, nhưng mà cái màu caramel nó còn nhạt lắm. Mình làm bánh ở nhà đó nên là cái màu caramel này đậm hay nhạt các bạn có thể tùy chỉnh ha. Cái màu caramel của mình như vậy là sắp được rồi đó. Mình sẽ tắt bếp ha. Mình sẽ lắc chảo thêm một chút nữa. Cái độ nóng trong đường và chảo đó nó sẽ làm cho cái màu caramel nó đậm hơn một tí nữa. Đó là nó sẽ vừa với cái độ màu mà mình mong muốn. Mình sẽ tranh thủ đổ đường này ra những cái chén mà mình làm bánh lăng nha, trong cái lúc nó còn nóng đó, chứ không là nó sẽ bị cứng lại. Nhưng mà trước khi mình cho caramel vào những cái hũ này thì mình sẽ quét lên đây một cái mỏng, thiệt là mỏng. Nói chung là chỉ cần quét sơ qua thôi để bánh của mình nó lúc làm xong nó dễ lấy ra hơn. Mà cái bơ nó cũng làm cho bánh của mình thơm hơn nữa. Mình sẽ chia đều ra cho 6 cái chén của mình ha. Cái phần đường caramel của mình á, đổ vô chừng 1-2 phút là nó đã cứng rồi nè. Nhưng mà nó chưa có cứng hoàn toàn đâu. Đó, mình sẽ chờ cho nó cứng hẳn ha. Trong khi đó thì mình sẽ đi pha cái phần trứng và nấu sữa. Từ từ con, chưa có đầy. Rồi bây giờ là mình sẽ đi nấu. Ê khoan khoan. Rồi bây giờ là mình sẽ đi nấu sữa tươi ha. Mình nấu cho nó ấm ấm lên đó. Sữa tươi thì đa số bên này là người ta bỏ trong tủ lạnh không à. Và sữa bên này thì là sữa tươi không đường ha. Bên này thì mình thấy là đa số họ bán sữa không đường, chứ còn sữa có đường thì mình cũng chưa thấy. Trừ phi là sữa có đường, trừ phi là sữa họ pha với cacao rồi này kia thôi. Rồi bánh hôm nay thì mình sẽ dùng 2 khắp rưỡi sữa ha. 1 khắp này thì nó tương đương với 240.
thì 2,5 cốc thì nó sẽ nằm khoảng 600 đó. Lúc nãy là đổ một miếng rồi, bây giờ đổ thêm chút nữa thôi. Rồi, được rồi. Rồi, cảm ơn Eula nha. Rồi mami mang sữa đi, mami nấu ấm. Rồi Eula sẽ đập trứng cho mami ha. Eula lau cái chỗ đó đi. Mình sẽ bật lửa nhỏ nhỏ ha, lửa trung bình đi. Đó, mình sẽ nấu sữa này. Mình nấu thì mình sẽ cho đường và mình quấy luôn ha. Các bạn thích ăn ngọt thì có thể cho nửa cốc đường, còn như nhà mình ăn nhạt á, mình chỉ cho 1/4 cốc đường thôi. Tức là khoảng 60 gram đó. Mình lấy cái thìa canh mình đong khoảng 3 thìa ha. Và mình sẽ đập vào đây 6 quả trứng gà ha. Trứng gà này thì mình dùng size trung bình đó, mình mua size trung bình. Một trứng của nó sẽ tương đương với khoảng từ 50 cho tới 55 gram đó. Rẹo là, em là cầm là đập như vậy một cái nè. Đó, rẹo là thả vô đây. Rồi, em là làm tiếp những cái còn lại đi. Giỏi. Rồi, từ từ có chừng rớt ra ngoài. Rồi bấm mi bỏ vô đây cho rồi em lại đập tiếp đi. Mẹ giỏi ngoan lắm. Mẹ giỏi ngoan đó hả? Mẹ có giỏi ngoan. Rồi em lại đập tiếp đi. Trứng ở bên này á mình thấy đa số là lòng trắng á, nhiều hơn là lòng đỏ nè. Bên Việt Nam mình trứng gà mà gà nuôi đó thì lòng đỏ nó sẽ nhiều hơn. Mà bên Mỹ thì đa số là người ta lại thích ăn trứng gà mà lòng trắng nhiều nha. Nhưng mà ở đây thì lòng trắng là nhiều quá rồi. Mình sẽ lấy bớt lòng trắng ra. Chứ như vậy thì nhiều quá. Đây mami lấy bớt lòng trắng ra. Mami bỏ bớt lòng trắng. Chờ có súp. Tí nữa, đợi xíu. Đây, trứng của con đây. Trứng này thì để khử mùi tanh thì mình đã đun sữa cho nó ấm nóng lên rồi. Tuy nhiên là mình muốn khử hoàn toàn và cái bánh lăng của mình nó có cái mùi thơm á. Mùi thơm thêm. Ok, biết rồi. Mình muốn có cái bánh nó có cái mùi thơm thêm á, nên là mình đã cho vào đây một ít đường á và đi là cho nó thơm á. Rồi bây giờ là mình sẽ đánh trứng lên ha. Đánh trứng thì mình không có quấy mặn, mà mình cũng không có cần phải quấy nhiều như mình làm bánh bông lan đâu. Tại vì mình quấy nhiều á là cái bọt nó sẽ nổi lên chút, nó bánh của mình hấp nó sẽ bị rỗ đó. Nên là mình cứ dầm dầm cái trứng nó ra như thế này. Ok, rồi em lại dầm đi. Đó là dầm dầm như vậy thôi. Làm bánh cho ăn. Làm bánh cho ăn hả? Phải trộn đều lên. Phải trộn đều lên. Thế đang trộn đều lên này. Thì đang trộn đều đây này hả? Rồi, đó là xuống cho mắm đi đổ sữa vào nè. Sữa nóng lắm phẩm đó con. Con gái nó mềm ngoan quá, giỏi ngoan quá. Love you. Sữa của mình đun từ nãy giờ thì nó cũng ấm rồi đó. Bây giờ là mình sẽ cho vào đây ha. Mình chỉ đun ấm sữa thôi chứ mình không có đun sôi nha. Hả? Gì con? Eo lên. Không, đợi xíu đi, cái này nó nóng, con không có trộn được. Sữa này là mình đun nó nóng lên chắc khoảng 60 đến 70 độ á, chứ nó chưa có sôi nha. Mình mà đun sôi thì nó sẽ nóng quá, khi mà mình cho vào trứng thì trứng của mình nó có thể là bị chín á. Bây giờ mình sẽ cho sữa vào ha. Vừa cho mình vừa quấy cái phần lòng đỏ này cho nó đều. Mình cho từ từ ha. Mình cho tới đâu rồi mình quấy tới đó. Trong khi mình quấy sữa và trứng ở bên này đó, thì mình cũng đặt một cái nồi nước sôi ở trên bếp luôn rồi. Để chút xíu nữa là mình dùng để mà mình cho vào cái sửng á, để mình đem đi mình nướng. Bánh này thì mình có thể hấp cũng được mà mình nướng cũng được nha. Mình đổ cái phần trứng sữa ra cái nồi mà lúc nãy mình nấu sữa tươi đó. Rồi mình dùng cái lược
mình dùng cái rây chứ, mình lược qua một lần cái phần hỗn hợp này để đảm bảo là cái phần bánh của mình sau khi ra thành phẩm nó được mịn á. Các bạn kỹ thì có thể lược hai lần ha, nhưng mình thì mình chỉ lược một lần thôi. Bây giờ mình sẽ cho nó ra những cái chén này ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ cho những cái chén con bánh lăng của mình vào cái khay nhôm. Rồi mình sẽ cho cái phần nước sôi mà mình đang đun ở trên bếp đó vào. Rồi mình mới mang đi nướng. Ở đây á, các bạn nhìn thấy trên mặt bánh này nó có vài cái chấm chấm vàng vàng á. Nó không phải là bọt khí đâu nha. Cái đó là cái lúc nãy mình quét bơ đó. Quét bơ hơi nhiều nên là bây giờ nó nổi những cái ván bơ lên bên trên. Cái tiếng máy, không phải máy mà là cái lò nướng của mình đó, nó báo được rồi đó. Mình cũng bật sẵn cái lò nướng rồi. Cái lò nướng bánh của mình là mình để 320 độ F đó. Tính là độ C bây giờ là mình cũng không biết bao nhiêu nữa. Chút nữa là mình sẽ coi lại rồi mình ghi ở dưới video cho các bạn tiện theo dõi ha. Ok, mommy đổ nước vào đây rồi, mommy bỏ lò nướng rồi mommy lại với con nha. Rồi mình sẽ chế nước sôi vào đây ha. Mình chế khoảng một nửa cái chén bánh này thôi. Đứng ra ngoài để mommy rửa bát cho nè. Con rửa bát luôn hả? Thì hai mẹ con sẽ đi thanh lý cái đống bát đĩa ha. Từ nãy giờ bày ra làm bánh đó, tè le tè lưa. Không rửa mai lại bắt đầu lại làm biến nữa. Là làm cái gì mẹ làm cái gì là cũng thích làm hết. 21 lại vất vả. Bánh của mình sau khi hấp một tiếng ở trong lò thì nó cũng đã chín rồi. Các bạn có thể thử bánh chín chưa bằng cách mình dùng cái que tăm á, mình cắm xuống cái chén bánh nè, mình rút ra mà không thấy tăm của mình dính gì nữa là mình biết bánh đã chín rồi ha. Đó là mình cho nó nguội một tí rồi mình bỏ vào ngăn mát á, sáng nay thì mình mới dùng. Khi nào mà mình ăn á, thì mình lấy ra một cái thì mình lấy, mình muốn ăn một cái thì mình lấy một cái, mình thích ăn hai cái thì mình lấy ra hai cái. Nhưng mà thường cái size này á, thì mình ăn một lần chỉ một cái thôi. Nhưng mà mình làm clip mình bỏ ra đây hai cái. Mình sẽ cắt bên trong bánh cho các bạn xem ha. Đây là cái lớp bên trong bánh của mình nè, các bạn xem nó có mịn không nè, ngon chưa. Ở dưới này nó có cái lớp nước đường á, rất là ngọt. Mình ăn không như vậy á, thì nó vừa ngọt vừa béo, nó sẽ rất là dễ ngén, ăn không có được nhiều. Các bạn có thể kết hợp thêm với nếu mà các bạn dùng được cà phê đó, các bạn nên kết hợp chung với cà phê đó, với một tí xíu đá nữa, ăn ngon lắm, nghiền ơi là nghiền.